Mến chào quý bà con đã ghé thăm kênh LTK Bonsai ha. Thì nhân dịp đây, giữa cây kiển của em cũng xin giới thiệu đến tất cả bà con nhiều mặt hàng đa dạng và phong phú như bằng lăng rừng, kim quýt, kiều hùng và một số mai chiếu thủy và một số cây linh sam bonsai nha cô chú anh chị. Mã đầu tiên em giao lưu với bà con mình đây là bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ dáng khủng quái ha. Em xin đo thông số chiều cao và mặt hàng này em xin bao sóng cho cô chú anh chị mình một tháng nha. Cao là 60. Dòng này là dòng lá nhỏ nha cô chú anh chị, hàng khai thác ha. Và hiện tại nó đâm lọc sống khỏe rồi nha. Cái mặt ngang trên đây em báo cho bà con mình tham khảo là 55. Bà con mình về giữ ẩm thì giữ ẩm trên cả thân giúp em nha. Tại vì chồi mọc ở đó khá nhiều ha, nó cần phải nước nha. Nếu không có thì cây nó sẽ bị khô chồi nha quý cô chú anh chị. Mặt lũa này cứng sành ha. Cây này rất là quái, cây rất lớn nha. Và bà con mình chỉnh sửa lại cho cây thẩm mỹ hơn ha. Toàn bộ cây quen sao thì em đi vậy nha. Còn bệ ngang của đế là 74, hoành khoảng 140 ha. Mã số 1A bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ, hàng này hàng khai thác và tụi em bao sống một tháng trời cho cô chú anh chị mình. Và hiện tại giá cây này em bao ship cho bà con mình là 3.200.000 đồng tận nơi. 1A rất là nặng nha cô chú anh chị, dáng khá quái ha. Mã số 2A cây này có chiều cao là 66. Hoa này nở một mùa vào trong năm là mùa hè nha cô chú anh chị. Mỗi cây mỗi dáng nhưng mà cây nào dáng cũng quái hết trơn nha. Bệ ngang tổng như thế này là 60. Chồi khá là già và hiện tại cây này nè, vì là nụ của nó nè nha, chưa có lớn ha cô chú anh chị. Và cái này, những cái chồi này khi vận chuyển đi thì có thể bị dập ha. Thì về cái nào dập thì bà con mình bỏ chồi đó nuôi lại chồi mới bình thường. Chồi của nó rất là nhiều nên bà con mình an tâm. Bệ thì em đã đo rồi. Cái này là nguyên cái bệ đặt nha. Đó, từ trên xuống dưới nó như vậy ha. Khá là quái nha cô chú anh chị. Đó, bệ này em giao lưu với bà con mình 2 triệu đồng toàn quốc ha. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Và số điện thoại liên hệ đặt hàng của em là 0939700449 nha. Cái mã số 3A cũng là bằng lăng rừng hoa tím dáng quái ha. Tất cả cây đều đâm chồi sống khỏe rồi nên bà con mình an tâm. Khi vận chuyển về nhà thì em bó như dạng phôi cho nên chồi của cây có thể bị dập ha. Nhưng mà dập một phần nhỏ nào thôi chứ không dập toàn bộ nha. Cao như thế này là 63. Hàng này là hàng khai thác, dòng này là dòng lá nhỏ hoa tím ha. Cây trảng nắng thì hoa nó sẽ cho màu tím đậm, còn nếu trong mát thì hoa nó sẽ lợt hơn nha cô bác anh chị. Bệ này em đo cho bà con mình tham khảo là 55. Cây rất là quái. Ở ngoài bà con nhìn có thể là đẹp hơn, tại vì nếu quay clip thì chiều sâu của cây nó không có. Đó. Rồi cây này em giao lưu với bà con mình là 2.200.000 đồng mã số 3A. Tất cả cây này đều rất là nặng cho nên phí ship tụi em cũng sẽ khá là cao. Nhưng mà gia báo giá thì cũng sát sát cho bà con mình hết trơn rồi ha. Cây mã số 4A. Em xin đo thông số nha. Cao là 66. Bà con mình mua hàng qua YouTube thì lưu ý nhớ mã số, nhớ kích thước nha. Để cây nó lớn nhỏ như thế nào bà con mình có thể hạo hạo ở phía ngoài ha. Cây này rất là quái, nu xù trên đây luôn ha. Tổng đế như thế này là 65. Mặt trước sau gì của cây nó cũng đều có một cái nét đẹp hết. Mã số 4A. Hàng miền rừng núi khai thác cho nên toàn bộ là đều có lũa hết ha. Và những cây này bên em bao sống cho cô chú anh chị mình một tháng.
Còn phần còn lại thì nhờ bà con mình chăm sóc thêm giúp em nha. Rồi cái này em giao lưu toàn quốc với bà con mình 2 triệu 500 ngàn đồng mã số 4A. Giao lưu tận nơi nha cô chú anh chị. Và hiện tại cây cũng khá là nặng mà tụi em cũng bao phí ship cho bà con mình toàn quốc hết trơn rồi ha. Mã số 5A. Bằng lăng âm đá. Mỗi cây mỗi dáng, dáng nào cũng rất là quái và cũng rất là đẹp nha. Cây thì tụi em cũng lựa từng cây hết trơn rồi ha cô chú bác anh chị. Cao là 63. Dòng bằng lăng này em giao lưu trên 2 năm rồi ha. Cho nên bà con mình an tâm về xuất xứ và sự sống của cây. Mã số 5A. Em đo tổng cái bệ như thế này cho bà con mình dễ mua chậu nha. 60 ha. Đây là đã rừng nha cô chú anh chị. Cây dáng khá là đẹp ha. Và đối với những cây nặng ship lớn tiền cost đó thì bà con mình cho em xin cọc vài trăm ngàn trước khi vận chuyển cây nha. Toàn bộ thì ra tới nơi bà con mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận ha. Rồi hãy thanh toán tiền cho bưu tá nha. Mã số 5A giao lưu 2 triệu 500 ngàn đồng tận nơi. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Nở vào một mùa trong năm đó là mùa hè nha. Còn bà con mình ghép với tường vi thì cây nó sẽ xiên hoa và cây nó sẽ có giá trị hơn. Mã số 6A. Đây là dạng nhỏ lại nha, được 4 cây ha. Chiều cao là 30. Cây chồi cũng khá là già đủ sức thì cây nó sẽ cho hoa ha, chứ không đến khoảng 1 năm đâu. Tại vì này cũng đang mùa hè. Rồi, tổng bệ như thế này em đo là 95. Trừ hao cho cô chú anh chị mình nha. Nhỏ nhỏ nhưng dáng cũng khá là cưng quái ha. Rồi, giao lưu cây này em giao lưu toàn quốc 900 ngàn đồng 6A. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Bà con mình về lên chậu thì cẩn thận bầu giúp em nha. Để cây nó động bầu, để non nó ra nó hơi bị yếu ha. Nhưng mà cây phôi nên bà con mình chăm lại cũng sẽ rất là nhanh ra lọc non. Cây này có chiều cao là 37. Phía sau có ôm đá gù phía sau ha. Đo tổng bệ. Tổng bệ em đo là 69. Những cái chồi nào không cần thiết bà con mình cứ ngắt bỏ bình thường nên cho cây nó phô cái dáng ra ha cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu với bà con mình 800 ngàn đồng tận nơi. Mã số 7A toàn quốc. Mã số 8A. Rồi cây này cũng là 800 ngàn đồng tận nơi ha. Cây này có chiều cao là 29. Ôm đá khá lớn tại vị trí này nha. Dòng này là dòng lá nhỏ, em xin nhắc lại ha. Bệ này ha, đo chỗ eo luôn là 70. Bầu gồm 2 lớp nha. Về bầu có sụp xịt đó thì bà con mình cứ để mát giữ ẩm giùm em ha. Tưới nước giùm em, còn chồi nào dập thì cứ cắt bỏ bình thường nuôi lại chồi mới nha cô chú anh chị. Mà số 8A, 800 tận nơi. Trộn bộ phí ship bà con mình được đồng kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cây nha. Cây mã số 9A. Cây dáng quái này có giá là 900 ngàn đồng. Cây này có chiều cao là 32. Vô cái chậu dĩa tròn ha. Bà con mình chăm sóc. Hoa nguyên thủy của nó cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị. Tổng bệ tròn như thế này ha. 75. Đó. Chồi nhánh nè. Rồi cái này với cái này là dính liền nhau nha, chứ không có rời ha cô chú bác anh chị. Rồi 900 ngàn đồng cho mã số 9A. Lưu ý nhớ mã số, nhớ ngày giúp em nha. Ngày 8 tháng 6 2022. Đến với lô cây miền Tây của em thì một số cây bonsai nha. Mã số 10A. Đây là linh sam song hình ha. Cốt cành khá lớn và vàng tàn ấm ha. Cao là 343. Củ đế cực lớn nha cô chú anh chị. Tán của cây là 59. Tàn này lên tự nhiên mớ này rồi ha. Có gì về cắt bỏ còn mấy thì bà con mình uống thêm tiếp. Đế này nè bà con mình về môi thêm nha.
Còn phần chậu này thì em xin giữ lại khi mà vận chuyển đi ha. Em bỏ bầu có gì về bà con mình sang chậu mới giúp em nha. Còn em đo tổng như thế này là 36. Phần trên đây thân đại diện đi ha. Một bể đế lớn, hai thân, 17. Nguyên một cục bú ha cô chú anh chị. Một thân trực và một thân bay. Mã số 10A. Giao lưu toàn quốc cây này có giá là 1.600.000 đồng tận nơi. Bỏ bầu khi vận chuyển ha. Nhánh chi lớn nha cô chú anh chị. Linh Sam Song Hinh. Còn cây này là Linh Sam Đao Điểm. Cây này có giá 1.200.000 đồng. Dòng này thì hoa có thể là nhỏ hơn Song Hinh, nhưng được cái là hoa đậm, nở rất là rộ ha. Ít gai. 38 là chiều cao. Tổng tán ngang là 59. Do vận chuyển đường xa và vận chuyển hàng có thể là bị ảnh hưởng, cho nên tụi em sẽ không để chậu và ít sang chậu cho cô chú anh chị mình ha. Về bà con mình tự demo thêm nha. 22 là tổng thân tại vị trí này. Con đế này bà con mình khai thác được nữa nha. Do quay hàng và vận chuyển đường xa cho nên tụi em cứ để dậy mà đi, không bao giờ mà moi đế, moi cành gì của cô chú anh chị mình ra hết. Cây đao điểm. Đao điểm mã số 11A. 1.200.000 giao lưu toàn quốc. Hoa này đậm ha cô chú anh chị, màu tím khá đậm. 12A. Mai chiếu thủy dòng trung nu nguyên thủy không ghép. Cây rất là già cây ha. 57 là chiều cao. Một thân rất là lớn nha. Hoa này nở rộ khi vận chuyển có thể rụng ha. Và bà con nào mua hàng qua YouTube thì cũng biết rồi nha. Tình trạng cây thì nó sẽ không tươi tốt như trên clip. Do vận chuyển đường xa, bà con mình tưới nước vài ngày thì cây nó sẽ tươi tốt trở lại, vì cây thuần chậu cho nên không mất sức nhiều. 23 là tổng thân. Đó, dòm kỹ giúp em ha. Cây sao toàn bộ em đều quay công khai trên YouTube. Cốt cành này ha. 12A giao lưu toàn quốc với bà con mình 1 triệu đồng tận nơi. Tất cả chi phí em đều bao hết rồi ha. Rồi, cây này có giá là 500.000 đồng, dạng như cụm rừng mai chiếu thủy. Và dòng này cũng là dòng bonsai mai chiếu thủy trung nu nguyên thủy. 60 là cao. Tổng tán ngang là 49. Hoa mai chiếu thủy thì có mùi hương nhẹ, và hiện tại khí hậu ba miền cũng trồng được nó ha, rất là dễ sống. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 thân ha. Tổng bệ nha. 35. Dạng như cụm rừng, cây thuần chậu hết nha. 13A. Ship toàn quốc có giá 500.000 đồng tận nơi. Và số điện thoại liên hệ của em là 0939 700 449, cũng là số Zalo liên hệ hàng ngày nha. Cây này có giá là 600.000 đồng mã số 14A. Cao là 63. Tán ngang là 66. Dòng này rất là già cây ha. Hầm cây thì lá vàng bên trong sẽ rụng bớt nha cô chú anh chị. 2, 4, 6 thân ha. Do sát quá cho nên em sẽ đo tổng bệ 42. Chậu 14A, mai chiếu thủy dòng trung nu, giao lưu toàn quốc với giá là 600.000 đồng. Tất cả bao gồm phí ship ha. Cũng là dòng mai chiếu thủy trung nu và cũng có giá là 600. 66 là cao. Tán ngang là 55. Hoa nở rộ nha quý cô chú anh chị. Mùi thơm khá là dễ chịu ha. Em đo tổng cái bệ 4 thân ở bên đây nha. 33 nha. Đó. Một thân lớn được khoảng 13 ha. Mã số 15A. Toàn quốc cây này có giá 600.000 đồng.
Bà con nào chốt 2 cây bên shop em thì sẽ giảm lại 100 ngàn so với đơn hàng 2 cây nha chú bác anh chị. Mã số 16A, đây là dòng mai chiếu thủy nu Gò Công. Tổng tán là 38, chiều cao là 28. Hàng này là hàng sắp đế 24 giờ ha. Nu Gò Công, cốt cành lớn, lùng lực nha. Nu ở thân rất lớn nha chú anh chị. Tổng như thế này ha, 18. Về chỉnh sửa đế thêm. Mặt giá thể thì nó ăn lên trên xíu rồi, moi thêm cho cây đẹp lên. Rồi, mã số 16A. Giao lưu toàn quốc với bà con, mình có giá là 1.200.000 đồng, không bao gồm chậu nha. 16A, nu rất lớn ha, cốt cành lớn luôn. 17A, đây là dòng nguyệt quế, lá xoắn, hoa chùm, già cây. Chiều cao của nó là 54. Hiện tại cây này mới bổ sung thêm một nước dây nữa ha. Tán ngang 59. Dòm thân cây là bà con mình biết già rồi. Cái da nó tróc nhẵn nhụi hết trơn rồi ha. Quanh thân tại đây là 14. Để cây đẹp nha của chú anh chị. 17A, giao lưu toàn quốc có giá 1 triệu đồng tận nơi. Cây thuần chậu ha. Cái này em nhổ ra em bó bầu nè, cho cái chậu nó vỡ rồi. 1 triệu đồng toàn quốc, nguyệt quế, lá sắn, hoa chùm 17A. 18A là cây kiều hùng nha. Clip này em về được 3 cây kiều hùng. Kiều hùng hoa rất là đẹp nha. Đế khá chuẩn ha. Cao là 39. Này vận chuyển xa thì em nói với bà con mình là dễ vàng và rụng lá nha cô chú anh chị. Mình thân đó đâu vậy? Đó đây nha. 9 nha. Đế này ha, em đo chỗ lớn nhất là 33. Dòm kỹ bộ đế. Cái đế cọng rễ của nó khá cứng nha cô chú anh chị. Một cây như thế này em giao lưu với bà con mình là 1 triệu đồng. Mã số 18A, giao lưu toàn quốc ha. Clip này em có 3 cây nha. Giá thì cũng đều như nhau nha cô chú anh chị. 36 cao. Nhánh chi này bà con mình về vô dây đệm được rồi ha. Còn cái phơm tán chuẩn ở trong thì người ta đã có chi tay sẵn rồi. Quanh thân tại đây 9. Còn đế này ha, 28. Giá giao lưu cũng 1 triệu gồm phí ship. Mã số 19A, cây kiều hùng nha. Do quay YouTube nên thời lượng nó sẽ ngắn, cho nên bà con mình có thể không rõ thì liên hệ lại Zalo em, chụp hình gửi lại cho bà con mình ha. Mã số 20 cũng đồng giá nghe quý cô chú anh chị. Nuôi đế này khá là lâu ha. 38 là cao. Tổng thân tại đây ha. Thân tại đây ha, 13. Đế này là 27. Đế cây khá chuẩn đẹp ha. Clip này em có được 3 cây. Và ai lấy 3 cây thì bên shop em sẽ giảm lại cho cô chú anh chị mình 200.000. Rồi giá giao lưu toàn quốc 20A cũng là 1 triệu đồng, hỗ trợ phí ship. 21A, đây là cây kim quýt. Kim quýt ghép với kim quýt thái siêu trái nha cô chú anh chị. Cao như thế này là 35. Tổng tán em đo là 47. Dòng này đang hoa chuẩn bị cho trái ha. Đây, hoa kim quýt sẽ như thế này, tựa tựa như nguyệt quế ha, nhưng mà nó dày hơn. Đó. Quanh thân này là 12. Đế cây bà con mình dầm kỹ ha. Nhỏ nhỏ bonsai nhưng cây nó cũng khá là chuẩn đẹp. Mã số 21A, kim quýt. Dòng này dòng ghép nha, ghép với kim quýt thái siêu trái ha. Và có giá là 900.000 đồng tận nơi. Số điện thoại liên hệ của em là 0939 700 449 nha.
cây kim quýt 22A, cây cuối clip của em ngày hôm nay. Và báo giá với bà con mình cũng 900 ngàn đồng luôn ha. Ai chọn cây nào thì chọn nha. Lấy 2 cây thì giảm lại 100 ngàn ha. 42 là cao. Tại vì giá thành tụi em báo cũng sát rồi chứ không có kê lên cao. Bà con mình chốt hàng thì cũng nương nương giùm tụi em tí xíu. Hàng bán bây giờ cũng khó khăn chứ không phải như hồi xưa nha cô chú bác anh chị. Cây kiển giờ kiếm cũng khó lắm. Tổng tán 50, thân là 16. Để hai dầm kỹ giùm em nha. Chậu nhựa thì em gửi đi được nha cô chú anh chị. Còn cái nào chậu xanh thì em tiến hành bó bầu khi vận chuyển cho cô chú anh chị mình nha. Và giá là 900 ngàn đồng cho mã 22A, cây kim quýt cuối clip ha. Và hiện tại bên em đảm bảo bao sóng cho cô chú anh chị mình ha. Và nhân cây cuối clip này em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bà con mình đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Và xin hẹn lại những clip tới trên kênh LTK Bonsai nha.